Wow, sảng khoái, một chuyến đi đầy ý nghĩa, rất là kỷ niệm, nhiều cái kỷ niệm các bạn ạ. Kỷ niệm có món nón bảo hiểm mới này, kỷ niệm lên trên Đà Nẵng gặp được những người bạn mới này, kỷ niệm thăm được đèo Hải Vân, Hải Vân, đèo mây đều được hết, được thăm Hải Vân Quan, đẹp tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên trong đời được đứng tại đèo Hải Vân ngắm cảnh. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm bằng xe máy đi lên những cung đường đèo dốc như thế này. Tuyệt vời. Nếu có dịp mà lần nào về Buôn Ma Thuột chơi nhá. Buôn Ma Thuột đẹp lắm. Chào em nhá. Hello các bạn. Mình bắt đầu từ nhà nghỉ các bạn nhé. Bây giờ là 5 rưỡi, trời sáng trưng là mọi người đi được hết rồi. Bây giờ Hiếu sẽ tiếp tục cách đèo Hải Vân chỉ còn có khoảng 80 cây một xí thôi, hơn 80 cây một xí. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau hành trình lên đèo Hải Vân các bạn. Hôm qua nhà mình nhớ nhà nghỉ Mỹ Đức, Thạch Mỹ Nam Giang nhá. Đây là Thạch Mỹ Nam Giang, nhà nghỉ khá lịch sự, rẻ, rất là rẻ luôn, có 150 thôi, và lịch sự thoáng mát lắm. Đây là quốc lộ 1A, quốc lộ đường mòn Hồ Chí Minh, mình xin lỗi các bạn. Đây là đường mòn Hồ Chí Minh các bạn nhé. Rồi, let's go, mời các bạn đi nào, buổi sáng, quang cảnh buổi sáng nhé. Rồi, let's go. Bình xăng thứ hai rồi, chưa tới được Đà Nẵng mà sắp hết bây ơi. Kinh thật. Rồi ok, Nam Giang, tạm biệt Nam Giang. Tạm biệt Nam Giang. Mình tới với Đà Nẵng đây. Thì hai bên trên đường mấy cô gái và mấy bác đang tập thể dục hoành tráng thế nhỉ. Các bạn đi tới đâu thì mà đến đây là may bị mưa, mà tối thì các bạn cứ ghé vào đây, kể cả ô tô hay là xe máy cũng không đi đêm làm gì hết, thì qua núi non nguy hiểm lắm. Trời ơi các bạn ơi, nhìn chưa, một khung cảnh đẹp chiêu thực sự luôn, giống như chúng ta đang ở Hoa Quả Sơn đấy của Tôn Ngộ Không ấy. Rồi núi bao xung quanh của cái huyện Nam Giang này nhá, núi bao xung quanh luôn. Đây vẫn là đường quốc lộ 14 đấy các bạn ạ, đường Hồ Chí Minh đấy nhá. Đây là vẫn là quốc lộ 14, Thạch Mỹ Nam Giang. Buổi chiều thế nhỉ, núi đẹp chứ kìa. Wow, đây mọi người chưa, đẹp nhất. Mình có nhớ là một lần nào về Tết năm vừa kia của nhà mình cũng đã bị lũ xăm ở huyện Nam Giang. Là đang mình đi cả gia đình đi ô tô. Ôi chiều đẹp thế, núi non hùng vĩ đẹp thật.
cạnh cái cầu đẹp thế. Cầu Hà Nha. Trời ơi, nó đẹp, mặt trời phía bên này đang lên rồi. Cái mặt trời này nó đi theo mình, nó cứ chọi vào mặt mình, bực mình thật. Ôi dồi, quanh là núi đẹp ghê cơ cô. Đường dưới là con sông, không biết sông gì. Đẹp thật, chiêu thật. Tối này mà ngắm lại rất là đẹp đây. Tối thì đèn điện nó sẽ sáng, nên là cái cầu nó sẽ đẹp hơn. Nếu các bạn đi từ Quảng Nam mà đi được mòn Hồ Chí Minh ấy, từ Quảng Nam đi ra Túy Loan, Đà Nẵng thì các bạn sẽ nhất định phải đi qua cái chỗ này đây. Chỗ này thì đây là khu thánh địa, khu ngàn thu các bạn nhé. Đây là tin cảnh của bậc dưới bờ trên. Thì chỗ này hai bên đường có những khu nghỉ địa rộng mênh mang luôn các bạn ạ. Chôn cất từ ngày xưa thì không biết là tới bây giờ thì người dân có mang ra đây chôn nữa không, nhưng mà nó kéo dài cả mấy trăm mét đấy, từ tít đầu bên kia tí kéo sang đầu bên này. Ồ, bên đường bên tay trái mình này đều là nghĩa địa các bạn nhá, đều là những công mộ. Và cái đoạn đường này này thì xe tải đi rất là nhiều và đường khá là xấu luôn, chính vì vậy là bụi lắm mọi người ạ. Đường này, chỗ này là toàn các khu công nghiệp, bụi kinh khủng luôn đó. Chỗ này thì cũng là phong thủy đây, lưng tựa núi, các cụ yên nghỉ ở đây gọi là lưng tựa núi, rất là đẹp, mặt nhìn ra quốc lộ đấy, đẹp không. Bên đường mình thì đặc sản của miền Trung đó là dứa. Cái dứa rừng này có thể chứa được xoài thận này các bạn này, quả của nó và cái thân phơi khô lên nước uống chứa được xoài thận đấy, uống rất là tốt cho xoài thận nhé. Xoài thận, xoài đường rất nhiều, uống là sẽ đẩy ra kèm theo một số vị thuốc nữa, sẽ đẩy ra thôi. Rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này, mặt trời đã lên rồi, còn đi săn mây trên đèo Hải Vân nữa, không biết là đi muộn thế này là có mây không. Mình cách Túy Loan còn khoảng 20 cây số nữa thôi, cách đèo Hải Vân chắc cũng khoảng 40 cây nữa thôi các bạn ạ. Rồi cố gắng nào. Wow, con sông đẹp quá. Đó, nước xanh bim bít. Ngoài kia là biển rồi. Mình đã ra tới quốc lộ 1A và chuẩn bị để vượt đèo Hải Vân. Vừa mới vào là làm tô phở Nam Định. Ăn để lấy sức chiến đấu. đi đường nắng. Rồi, trước mặt chúng ta là ngọn núi Hải Vân, khá là to luôn. Hai bốn các bạn có đi á thì nếu như Sài Gòn đồ đi lên á thì các bạn đi quốc lộ 1A đi. Quốc lộ 1A nó dễ đi hơn nhiều các bạn ạ. Lúc về mình sẽ đi quốc lộ 1A, không đi đường mòn Hồ Chí Minh nữa. Đi đường mòn Hồ Chí Minh thì có gần hơn nhưng mà nó cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu. Gần hơn được 50 cây, 70 cây thì đối với xe máy hoặc xe ô tô thì chạy vèo vẫn là tới nơi thôi. Ba lô kinh là nắng thế mà mặc áo ba lô, mặc áo dây. Đà Nẵng hôm nay nắng to, chẳng có mưa phùn, chẳng có mát như hôm qua mình đi. Đèo Hải Vân đi thẳng cầu Linh Chiếu, đây là Linh Chiếu. Linh Chiếu là một phần giáp với lại
quận Ninh Chiều giáp với lại Huế. Đúng rồi. Đến khu vực đông dân cư. Đang gần tiến tới đèo Hải Vân và chúng ta sẽ đi săn mây trên đèo Hải Vân. Chúng ta sẽ tắm. Biển kia đẹp quá. Bên tay phải mình là biển rồi. Chúng ta sẽ thăm Hải Vân Quan, thăm cây cây đơn côi. Ui, xa. Bắt đầu lượn rồi. Mặc dù là vẫn chưa tới đèo này các bạn ơi. Vẫn chưa tới đèo đâu nha. Bắt đầu đây là mới là chân đèo thôi. Mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ đây mới là chân đèo. Ồ. Thì cũng cua tay áo ghê, ghê rớt. Xem cái này là cái gì, sau này là cái gì, cảng à, biển dưới là biển. Dầu lộng đồ này, nhìn xuống thành phố này, các bạn thấy chưa? Em đâu có vào đâu. Ở chỗ này là chỗ nhà máy lọc dầu Huế 87 cây đó. Cho các bạn xem, đẹp quá. Chúng ta đứng trên đèo Hải Vân này có thể nhìn thấy thành phố Đà Nẵng. Đi lên trên đê đỉnh á thì chúng ta sẽ nhìn thấy thành phố Huế, đẹp không? Wow. Chụp cái hình. Rồi, mời các bạn đi tiếp nha. Đeo cái bao tay vào, không nó đen hết tay rồi. Ok, khoảng khắc đèo Hải Vân. Lên nào. Mình sẽ quay tận cảnh từ chân đèo cho các bạn xem. Mình đang quay bằng con Galaxy S20 Ultra. Con này thì pin khá là chai. Thế như vậy là mình sẽ quay từ đầu cho các bạn xem luôn. Không bị ngắt quãng luôn cho các bạn xem nào. Về mình sẽ đi edit lại video. Đèo Hải Vân bây giờ mình cảm thấy to rồi. Cách đây khoảng gần 20 năm thì mình bắt đầu 20 năm chứ hơn 20 năm mình vào trong Nam là được hơn 20 năm rồi. 23 năm rồi. Thì ngày trước mình đi á thì là vượt qua đèo Hải Vân này các bạn này. Chưa có đường hầm đâu. Thì mình thấy là đường đèo Hải Vân ngày xưa á nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Đường nó không có đẹp như thế này và nó không có to như thế này. Wow. Máy bay đang cất cánh kìa, nhìn đường máy bay đang cất cánh kìa. Wow, trời ơi, đẹp thế nhỉ. Trời ơi, các bạn ơi, phải xem cái video này của Hiếu. Các bạn mà không xem cái video này thì thật sự luôn là không biết được có đẹp cỡ nào đâu. Hoặc là các bạn có thể một lần cầm xe máy đi và đi chúng ta ngắm cảnh các bạn nhá. Qua cái máy quay này thì nó sẽ không thấy được hết đâu, nó không có đẹp được hết đâu. Đây, mọi người đừng check in chụp hình này. Đẹp chưa? Đấy. Mình lại đứng lại mình quay cho các bạn xem nhá. Đường dưới này.
đường dưới là biển, một nhiều người đang đứng chụp hình. Đường dưới là biển này, đẹp không? Rồi đi tiếp nào. 81 Gia Lai. Wow. Wow. Wow, đẹp thật. Trời ơi. Đấy, đâu cần phải xe xịn đâu, xe mình cũng đi vô tư này. Đâu cần phải đi nhanh đâu đâu. Đi tham quan ngắm cảnh chứ không cần phải đi nhanh. Không phải cứ cắm đầu là chạy đâu. Chúng ta cứ thong thả mà đi thôi. Đây, 18 giờ sáng mà các bạn trẻ cũng đi lên đây chơi rất là nhiều. Thì nếu đi qua đời đèo á, thì xe máy không được đi. Chúng ta đi sang Huế á, thì xe máy phải đi một, bắt buộc là phải đi qua đèo Hải Vân này. Đèo Hải Vân này với chiều dài của nó là 21 km, và so với mặt nước biển thì nó là 500 mm, 500 m các bạn nhá. Mình xin lỗi, 500 m. So với mặt nước biển thì bên dưới là biển rồi. Cầu đôi này. Đấy, yeah. Đã không? Cứ thong thả mà đi thôi. Đường khá là rộng luôn, ngồi đời đường thanh thang luôn. Nếu như chúng ta đi ra Bắc mà đi xe ô tô thì một lần thì hãy đeo lượt vượt đèo đi. Lội đèo xem thế nào. Đẹp quá các bạn ạ. Độc Làng Vân. Chỗ này Làng Vân. Quán cà phê Làng Vân. Hình như mình có nghe. Lát nữa quay lại chúng ta sẽ uống cà phê ở quán là cà phê Làng Vân này. Ok không các bạn? Bây giờ chúng ta đi lên Sơn Đình xem có săn được mây không. Mặc dù là trời hôm nay là khá là đẹp, nắng cũng không có gắt lắm, nhưng mà nó cũng không có mát. Nếu mà được mát thì đi nó sướng hơn. Ôi dồi ôi. Các bạn ơi, nhìn bằng mắt ngoài nhìn xuống nó đẹp đẹp cứ ám man biển. Ui dồi, biển ở dưới. Trời ơi, mê ly. Các bạn ạ, mê ly lắm luôn. Ở bên này có một cái miếu hoa. Sao là có một vụ tai nạn nào đây có luôn này. Đó. Chúng ta đi đèo cứ đi từ từ thôi các bạn. Không phải đi nhanh làm gì hết. Selfie, nhiều bạn trẻ đi qua đây là selfie. Ui giời ơi, khúc cua tay áo. Khúc cua tay áo, trời ơi, khúc cua tay áo. Đã tất. Trời ơi, cái này mà có phải là cao bay trên thì nó đẹp giá man. Về số 3, lên. Cua tay áo, trời ơi, quá đã. Đường nhiều sương mù đi chậm. Ui dướng quá, mình lại lên số 4 bon bon. Ui giời. Đã quá các bạn ơi. Một lần trong đời hãy cảm nhận đi đèo Hải Vân bằng xe máy nhá. Nó sướng thật đấy, trời. Ấy, cua tay áo lượn sướng không? Đi lên đây thì các bạn nhớ đổ xăng này nhá, trên này không có cây xăng đâu. Hoặc là nhớ mang thêm một can xăng đi. Trời ơi, quá đã. Quá các bạn ạ, quá là thích luôn. Ô, một đoàn xe đạp này. Có chinh phục đèo Hải Vân bằng xe đạp. Cái này chắc là các vận động viên. Wow, tuyệt vời. Xe tải cũng phải đi bên này các bạn nhá. Xe tải cũng phải đi trên này. Không được đi trong là được qua đường hầm đâu. Thì xe con mới được đi, xe con, xe khách mới được đi ra đường hầm. Ui giời, nghiêng người luôn đấy. Đi cái này nghiêng người luôn đấy các bạn ạ. Thích thật. Nghiêng người xuống. Trên này còn có một số hộ ở này. Rửa xe này. Đấy. Đây có quán cà phê nước này. Ý da. Được đấy. Ôi ta cứ đi đã. Ta sẽ nghỉ sau. Lúc về ta sẽ quay cảm nhận nghỉ ngơi từng cái một cho mọi người xem nhé. Trời ơi, nhưng mà hình như hôm nay không có mây sao á mọi người ơi.
Mình nghe nói mây trên đèo Hải Vân nó sẽ cuộn từng từng với nhau ấy. Hai bạn này đây quán nước. Wow, cảm giác rất là sơ mốt. Wow, đây có quán nước này, lát nữa sẽ quay lại đây uống nước. Chill, chill, chill thật. Ở đây có một cái miếu. Wow, nhìn xuống đẹp quá mọi người ơi. Thôi, mình quay cho các bạn này. Nhìn xuống đẹp chưa? Trời ơi, nhìn xuống kìa, thành phố Đà Nẵng. Siêu đẹp thật. Không biết gì đẹp hơn. Đấy, phía trước vẫn là con đường, quán cà phê ở nằm ngay ở đây luôn. Ui, nhìn xuống kìa, bãi biển dưới kìa. Sao nó lại đẹp thế này nhỉ? Sao tạo hóa lại cho Việt Nam mình những cái cảnh đẹp tuyệt vời thế này nhỉ? Thật sự luôn, các bạn phải cảm nhận được nhá. Chưa một lần đi lên đây thì chưa thật sự là chưa phải là sống đâu. Đi cảm nhận như thế này nó mới sống được. Sống trong lòng chúng ta. Đẹp quá, Hữu đã lên tới đỉnh lên tới đèo Hải Vân rồi mọi người ạ. Hữu đã làm được rồi, đã lên tới đèo Hải Vân nha. Let's go. Kinh thật các bạn trẻ, khắp mọi nơi. Chắc là có một mình là biển số 48 sai nhất. Đấy, 75 Huế. Các bạn trẻ lên đây uống nước rất là nhiều. Một dịp nào đó mình về Bắc mình sẽ đưa vợ con lên trên này chơi. Xe đi qua đèo không qua hầm. Chỉ có 20 km thôi. Với đường xá bây giờ thì nó quá thuận tiện rồi. Với đường xá bây giờ thì nó quá chill, nó quá thuận tiện luôn, quá đẹp luôn. Trời ơi, qua cái hình ảnh video này á, các bạn chưa cảm nhận được hết đâu các bạn ạ. Chưa cảm nhận được hết cảnh đẹp của đèo Hải Vân đâu. Các bạn phải tự đến, tự cảm nhận nơi đây thì các bạn mới thấy đẹp được. Các quán cà phê bên đường này rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ chọn một quán nào đó mình ngồi quay lại cho các bạn xem nhé. Hình như cái quán mây lúc nãy mình nói trên dưới kia cả cũng được nhiều bạn đưa lên YouTube đấy. Trời ơi, đẹp thế, chiều thế nhỉ. Nhìn xuống dưới là vực biển. Đèo Hải Vân này chỉ có 21 km thôi. Cua tay áo này về số. Đã quá, lùi thì ôm bụng mà cua thì ôm lưng các bạn nhá. Đấy, các bạn đi đường cua này cứ theo cái quy tắc đó là lùi thì ôm bụng mà cua thì ôm lưng. Không có vấn đề gì đâu, đi chậm chậm tốc độ bình thường thôi, mình chỉ đi khoảng 40-50 thôi. Dạ ơi, đẹp rất. Ui giàng ơi, chinh phục đèo Hải Vân ngắm mây nhưng mà từ hôm nay chắc chắn là không có mây. Không sao, cảm nhận đầu tiên của mình lên đèo là mát, sướng, cảm giác nó hồi hộp, nó vui. Rồi, không thể tả nổi được các bạn ạ. À, nếu như có một cô bồ mà ngồi sau ôm eo nữa thì trời ơi là trời. Chiều thôi rồi, không còn cái gì sướng bằng. Lúc đó cảm giác lâng lâng tê tê, cùng người đẹp đi lên trên đèo thì sướng.
độ cao 500m. Hôm qua đi ra đèo Lò Xo thì nó lạnh hơn, tại vì hôm qua trời có mưa mà. Còn đi lên trên đèo Hải Vân này thì bây giờ bắt đầu cảm thấy cũng mát rồi này. Đường dưới khi mình đi ở dưới thì nó sẽ nóng, nắng mà nó sẽ nóng hơn. Còn là lên trên này thì bắt đầu mát rồi các bạn ạ, bắt đầu mát rồi, cảm nhận của mình là mát rồi. Đấy, mình vẫn đi số 4 này. Không có gì, nhà đèo Hải Vân ngày xưa thì nó rất là nguy hiểm, nhưng tới bây giờ rồi á thì nó rất là bình thường, rất là bình thường các bạn nhá, rất là bình thường luôn. Chúng ta sẽ đi hết cái đèo Hải Vân này qua. Wow, một số bạn trẻ đang đứng chỗ này. Trên này đã là đỉnh đèo chưa? Chắc là chưa quá. Cái đoạn này đẹp chưa? Cái đoạn này sẽ được check in nhiều này. Chỗ kia là chỗ bạn trẻ quay phim với chụp hình nhiều lắm. Wow, ui quá đã. Đã thật. Ui rồi mát. Chắc là đâu Hải Vân Quan đâu. Mình sẽ lên Hải Vân Quan chơi nào. Mình chưa thấy Hải Vân Quan luôn. Cũng chưa thấy cây thông cô đơn đâu. Ở đâu nhỉ? Mình chưa thấy Hải Vân Quan này, chưa thấy cây thông cô đơn này. Nhưng mà mình cứ đi đã, lát nữa xem mình sẽ khám phá sau. Ok. Chúng ta đã lên tới đỉnh rồi các bạn ạ. Đây là giáp danh giữa Thừa Thiên Huế này. Đây là giáp danh giữa Thừa Thiên Huế rồi mọi người nhá. Đó. Ok. Xuống lên đây là bắt đầu đến Đất Huế rồi. Chúng ta đây là tới Đất Huế rồi các bạn này. Bắt đầu đổ đèo rồi. Thì có lẽ mình sẽ không đi xuống hết chân đèo, mà mình sẽ quay lại và đi quán cà phê nào đó ngồi quay cho mọi người xem, ngắm cảnh, ngồi suy ngẫm cho nó sướng các bạn nhá. Chỗ này có cái núi đá bên cạnh này, chính vì vậy là nắng không chiếu qua đây được. Chỗ này cảm giác mát tối rồi luôn. Mình sẽ đi cố thêm một đoạn nữa xem thế nào, tại vì chỗ này cũng đẹp mà. Mình sẽ về số 3 cho nó ghi xe lại đỡ với Thắng. Chỗ này cũng rất là đẹp nè. Rồi, ok các bạn ơi, mình sẽ quay lại thôi các bạn nhá. Mình sẽ không đi xuống dốc đâu. Mình sẽ không đi xuống dốc. Mình ra ngoài này mình sẽ quay cho bạn thành phố Huế. Nó nằm ở dưới. Đứng ở trên đỉnh đèo chúng ta sẽ nhìn được thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Hôm nay là chủ cuối tuần thứ 7. Chính vậy chắc chắn là sẽ nhiều người đi chơi. Bãi Chuối Huế. Đây là bãi Chuối. Ui sợ cái đồng cua này nó đẹp thế. Ui giời. Đẹp thật. Xem thế nào. Mình càng đi mình càng ham các bạn ạ. Chỗ này còn mấy chút miếu. Còn lại các cô. Tin Nga Linh Ứng. Đây. Sẽ được lại mình quay trở lại thành phố Huế ở dưới. Đó các bạn ạ, đó là thành phố Huế các bạn nhé. Khi xuống lên đèo đổ đèo thì đó là thành phố Huế rồi. Đó gọi là Vịnh Lăng Cô. Chưa đến thành phố nhưng mà đó gọi là Vịnh Lăng Cô. Vịnh Lăng Cô các bạn nhé.
Còn bây giờ mình sẽ lại đi lên trên đỉnh đèo, ta chơi trên đó nhé. Hôm nay Hiếu lên trên đèo Hải Vân thì khá là muộn rồi, phải hơn 8 giờ mới lên tới nơi. Do quá trình đi đường nó cũng xa, thứ hai là đi vừa quay phim chụp hình cho mọi người xem. Chính vì vậy là hôm nay lên cũng chẳng có mây. Thì hôm nay cũng có hai em người ở Đà Nẵng này cũng đi săn mây, một tít là không có. Đúng không em? Dạ mọi người nhá. Em hôm nay cũng đi săn mây đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà có thấy mây không? Không thấy à? Chắc có lẽ là hôm nào mà trời nó âm u một xí thì mới thấy mây nhỉ? Dạ. Hẹn các bạn dịp sau ra sẽ săn mây. Video này là đôi lúc chúng ta đi là vậy đấy, vượt qua cả đi cả về, nó nói chung là khoảng 1.000-2.000-3 cây, nhưng mà nhiều khi là cũng không săn được mây, chẳng sao, không săn được mây thì chúng ta săn được cảnh đẹp các bạn, chẳng có gì phải là hối tiếc cả. Cuộc đời là những chuyến đi đúng không các bạn? Hẹn mọi người cái video clip sau chúng ta sẽ đi săn mây nha. Sẽ cố gắng thấy mây. Nghe nói mây trên đèo Hải Vân này đẹp lắm. Nó cuồn cuộn vào nhau rất là đẹp. Nhưng các bạn không, nhìn qua cái video mình ngồi ở góc quán cà phê này thôi, nó đã đẹp như thế này. Đây là mình đang zoom xa, mình zoom gần cho các bạn xem này. Cái xe nó lư đi lên này, thấy chưa? Cái máy của mình zoom khá là tốt, zoom 100x luôn mà. Bây giờ mình thử làm cái mình zoom được thành phố Đà Nẵng xem nha. Đấy, 100x này. Thấy không, thành phố Đà Nẵng thu nhỏ trong máy quay này, không bị rung hình luôn. Mọi người thấy chưa? Đấy, cái xe container đang leo lên kìa. Xa tít kìa. Mà vẫn nhìn thấy luôn. Mình xem zoom thêm được không? 30-40x thôi. Ồ, nè, chưa, mới bộ. Rồi, đây vẫn là 100x nè, ui dồi ôi, nó không giật hình luôn nha. Thành phố Đà Nẵng kìa. Đấy, cái nhà xanh đó, để mình zoom lại cho các bạn xem cái nhà xanh nó nằm ở đâu nha. Ấy, cái nhà xanh nó tít đó, cái mỏm đó là cái nhà xanh đấy. Ở đây các bạn, đây là Hải Vân Quan các bạn nhá. Thì ở kia có một cái lô cốt kìa, lô cốt quân sự đấy. Ở hai bên hai cái, đây là cái Hải Vân Quan. Thì cái Hải Vân Quan này đang được tu sửa mọi người ạ. Đây, mình các bạn thấy không? Ở cái Hải Vân Quan có cái hình ngày xưa đấy, thấy chưa? Thì cái đèo Hải Vân này này, còn có tên gọi đó là Ải Vân các bạn nhá, hay là gọi là đèo Mây, đều được. Đều ba cái cần có cái tên gọi khác là Ải Vân Quan, Ải Vân đó, đèo Ải Vân. Thì ý nghĩa của nó là ngày xưa chỉ có một con tuyến đường này thôi, từ Bắc vào Nam chỉ có một tuyến đường này. Thì trên đỉnh đèo này là có một cái ải, đấy gọi là Ải Vân Quan này, là một cái gọi là cửa ải ấy. Tên gọi khác là Ải Vân Quan đấy các bạn ạ, đẹp chưa? Thì đường trên nó có một gì, có giống như cổ thành đó thôi, nó giống như vậy mà đường trên này nó đang xây dựng lại, nhà nước mình đang bảo tồn lại này, thấy chưa, đang xây dựng. Zoom lại cho các bạn xem này, nó đang xây dựng đá lại đấy. Nên là
du khách không có lên trên đó được, phải chỉ đường dưới này quay phim lên thôi. Đây các bạn nha, ở đây là Hải Vân Quan, ở đây đây là đỉnh đèo, đây một bên là bên này là Thừa Thiên Huế, còn bên kia là Đà Nẵng. Chúng ta đứng ở đây thì có thể là nhìn xuống thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế được. Đó. Khách du lịch rất là nhiều, khắp mọi nơi về luôn. Trên này có những cái quán uống nước, quán cà phê và mua những đồ hải như những đồ về làm lưu niệm, làm quà. Xpander Cross 75 là Huế. Đây, các bạn ạ, Hải Vân Quan. Hải Vân Quan, đấy, Hải Vân Quan là đây. Wow, sảng khoái, một chuyến đi đầy ý nghĩa, rất là kỷ niệm, nhiều cái kỷ niệm các bạn ạ. Kỷ niệm có món nón bảo hiểm mới này, kỷ niệm lên trên Đà Nẵng gặp được những người bạn mới này, kỷ niệm thăm được đèo Hải Vân. Hải Vân, đèo mây đều được hết. Được thăm Hải Vân Quan, ồ đẹp tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên trong đời được đứng tại đèo Hải Vân ngắm cảnh. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm bằng xe máy đi lên những cung đường đèo dốc như thế này. Tuyệt vời. Đèo thì nó cũng thay thoải thôi. Mình chưa biết đi các đèo ở ngoài Tây Bắc nó như thế nào, nhưng mình thấy đèo ở đây thì đi khá thú vị. Cảm giác đi xe máy khá là thú vị. Mặc dù đi con Sirius 15 tuổi thôi, nhưng vẫn rất là thú vị mọi người ạ. Đấy, Sirius 13 năm tuổi vẫn chạy bon bon trên đường về. Hiện tại Hiếu đang đứng tại gần cây thông cô đơn, mọi người thấy không? Mình đứng từ xa, mình quay lại cho các bạn xem để các bạn nhìn toàn cảnh của cây thông cô đơn đây. Đó, trước cây thông cô đơn là sẽ có cái quán cà phê để mọi người vào trong đó nghỉ mát uống nước. Đó gọi là cây thông cô đơn. Mình zoom lại cho các bạn xem này. Đây, có một số người đang đứng chụp hình giữa cây thông cô đơn này. Đó, mọi người thấy không? Cây thông cô đơn nhá. Mọi người đang selfie đấy. Có lẽ là mình cũng sẽ chạy xuống đó selfie một tấm hình. Vì sao gọi là cây thông cô đơn? Hoặc là cây thông đơn côi cũng được. Tại vì chỉ có một cây thông nằm ngay lề đường luôn. Và nó cũng chỉ có một cây thôi. Không có cây thứ hai, không có bầu bạn, không có bạn bè, không có con cái gì hết. Thường thường những cái cây cổ thụ như thế này sẽ có những cái cây con mọc lên xung quanh, nhưng mà không. Đối với cái thông này thì là nó chỉ có một mình nó thôi các bạn nhé. Rồi let's go. Mà chúng ta sẽ chạy xuống đó, quay lại cho các bạn xem cây thông này. Và để mình selfie vài tấm ảnh check in sông Ngảo mọi người nha. Các bạn trẻ, người thì đi lên, người đi xuống, nói chung là dọc cả ngày luôn. Nhất là hôm nay là thứ bảy nữa, chủ nhật nữa thì càng đông khách luôn mọi người ạ. Người đi lên, người đi xuống, khá là thú vị. Đấy, xa có, gần có, Lai Dai gần đây cũng có, 82 là Con Tum. Hôm nay có một đoàn mô tô đi lên. Bên cạnh cái thơm thì bên này có một cái miếu. Mình cho nó xa xa thì sao mà mình có thể thấy được toàn cảnh của nó này. Thấy chưa? Đây gọi là cây thông cô đơn, cây này cũng khá là già đấy. Em có biết được cây này bao nhiêu tuổi không? Không biết rồi. Nó già ha. Đây là cây thông cô đơn mọi người nha. Các bạn trẻ đứng đây selfie rất là nhiều, chụp hình lưu niệm. Theo người dân á thì cái này lâu rồi các bạn ạ, có cả hơn 100 năm rồi. Hoa quả ra rất là nhiều. Nó có một mình nó đơn côi thôi, chẳng có bạn bè
người thân gì hết ấy. Nên gọi là cây thông đơn côi hay là cây thông cô đơn cũng được. Có cái đường đi xuống này, các mỏm đá đường dưới đẹp chưa ấy, xuống đó chúng ta có thể chụp hình đó cũng được, đó, đẹp chưa các bạn trẻ đấy. Có bạn nào gửi ghi từ chỗ kia mình zoom lại cho bạn xem này, chiều buồn nhớ mẹ kìa đấy, chiều buồn nhớ mẹ trên ngay cái tảng đá to luôn. Này nhìn xuống đồi núi Bỉn, không nhìn thấy thành phố Đà Nẵng nhưng nhìn thấy Bỉn rất là đẹp. Khá thú vị. Sau đây là mình cùng sẽ đi về. Lần này mình sẽ về bằng con đường quốc lộ 1A các bạn nhé. Mời các bạn theo chân mình quá trình hành trình của mình trên đục đèo Hải Vân ngắm săn mây. Nhưng rất tiếc xin lỗi các bạn là mây hôm nay không có, vì ngày hôm nay lại nắng to. Tới bây giờ thì khoảng 10 giờ trưa rồi lại nó lại mát. Đấy, đây là buổi sáng sớm có hai bạn trẻ người dân Đà Nẵng cũng lên đây săn mây từ sáng, nhưng mà bóng bảo không có, nó tùy hôm. Nói chung là tùy hôm mới có mưa, với có mây. Những cái hôm nào mà âm u á sẽ mây nó nhiều hơn các bạn. Còn hôm nay thì rất tiếc các mọi người nha, đôi lúc săn mây cũng không phải là lúc nào cũng có đâu. Đó. Rồi, let's go, về thôi. Về Buôn Mê mình nào, mời các bạn đi theo chân mình đi đường ngắm cảnh đường quốc lộ 1A các bạn nhé, ngắm biển. Chúng ta sẽ hành trình 550 km nữa về tới nhà.